Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan nhà vợ núi Ù trong những ngày Tết này nha. Chúng ta đang đón một cái Tết Canh Tí thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, bình an nha các bạn. Đây, đây là cây tùng nha các bạn, rất đẹp. Tiếp đến là sẽ có cây mai, còn có nhiều mấy cây này nữa mình cũng không rành tên cho lắm đâu. Đấy. Nhà bên Campuchia khá là rộng nên có thể trồng được rất là nhiều cây. Bạn có thể tham quan sơ qua. Đấy. Cả một góc sân. Rất là đẹp không các bạn? Mấy cây này uống cong cong nhìn cũng lạ lắm nha các bạn. Đấy. Là cây thiệt nhé, không phải cây giả. Đấy, và chúng ta sẽ đến với các nhân vật chính của đây. Chính là các chú rồng iguana được nuôi bên Campuchia, được nuôi chung với rùa núi vàng luôn nha các bạn. Cái này rất là ham ăn. Một bé trong kia nữa, con nào cũng mập ù luôn. Đây, bé đực của nhà đây, dòng họ Nugat luôn, lâu quá mới thăm con. Lần nào mình về Campuchia cũng thăm nó nên nó quen lắm. Igu các bạn tưởng là khó gần nhưng mà thiệt ra mình chơi nhiều, mình nói chuyện nhiều với tụi nó là tụi nó quen à. Có thể mình nói tiếng Việt, tụi nó không biết có hiểu tiếng Việt không, nhưng mình cứ rảnh là qua bên đó vuốt ve tụi nó, gãi lục gai cho tụi nó nữa. Hẹn đực nha các bạn, đực có hai chú rất là to, còn con cái thì không có. Hai bé cái đây vợ của nó đó. Gì dạ, cái cút bự quá, nó họ phải lấy nước xịt nữa. Đây, hai bé cái, bé nào cũng có sừng nhỏ nhỏ trên đây nè, rất là dễ thương đúng không con? Gật đầu chào quý khách rồi, gật. Đấy, giờ lần nào về cũng nói chuyện cho nó biết rồi, nó quen rồi, không phản ứng gì luôn á. Đây, bụng thì đầy trứng nha các bạn. Đến ngày hôm nay là cái bụng trứng là thấy rõ luôn, to lắm, sờ vô thấy u. Rồi cả gia tài của tôi ở đây đó, một vụ mùa năm nay, giờ phải đợi trứng nở nữa, trứng đẻ ra, sau đó mang đi ấp, nhanh nhất là đến tầm tháng 5 được. Ý, phân ghê chưa. Đến tầm tháng 5 mới có thể có bầy baby bán cho mấy bạn nha. Khách nào thích thì có thể chờ đợi. Hoặc là bên trại ở Việt Nam vẫn có hàng luôn, các bạn thích thì vẫn có luôn nha các bạn. Đây là mình tự nuôi chơi riêng bên này. Đó, rất là hấp dẫn. Phải không con? Dạy. Rất là ngoan nha. Đấy, cha mẹ nhà là thấy được cha bày của con như đẹp như thế nào rồi nha. Chế độ ăn rất là đầy đủ. Gật đầu chào quý khách nữa hả con? Hello, xin chào. Chúng ta sẽ vô tham quan thêm một cái lồng sóc bay nữa nha. Bạn nào thích cắm cây thì đây, hoa muôn sắc. Đây còn có nuôi vài chú chim nữa nghe. Đây, bốn chú chim ngũ sắc, cứ hót hiếu ít thôi. Đây, bốn chú sóc bay. Chúng ta sẽ cho tụi nó ăn sâu quắc vòm. Bữa giờ xé cho ăn cũng gần hết rồi. Đấy, một bé. Ừ.
mà cháu mắt tụi nhỏ tập trung hết vào trong hộp đó không rồi. Ok vậy là chúng ta vừa mới tham quan một góc nuôi pet và cồng cây ở bên nhà Campuchia nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Hồ Pet Shop luôn nha. Có rất nhiều pet hay, thích chơi pet gì cứ liên hệ với shop. Chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ, thật tràn đầy hạnh phúc nha. Xin chào.